bây giờ nè. Ủa nãy quay hả? Quay thì bây giờ mình hát lại cho nó hay chứ. Mình nhép lại cho nó chuẩn tí. Rồi nhép lại cho chuẩn. Thì không đành xót xa vô cùng, mà gần nhau sao nghe môi mắt vẫn mong lung. Người hỡi anh phải làm sao? Ôi, phải công nhận nó hay thiệt á. Ô, quay gì vậy? Không, hôm nay ra tập 4 chứ. Ừ, hôm nay ra tập 4 nè. Tối nay ra tập 4. Tối nay ra tập 4 rồi. Em hãy nói một chút xíu về tập 4 đi. Tập 4 là một tập rất là hay. Mọi người nhớ like và share. Chấm hết. Đó chứ là... Đúng rồi, mọi người cũng biết rồi như thế nào thì mọi người phải coi đi chứ. Trời, Tuấn giận bà lắm á, mọi người thấy không? Trời, nhan sắc xuống hết rồi. Nhan sắc trời xuống hết rồi. Nhan sắc xuống rồi đó, mọi người thấy Tuấn xuống không? Thấy mặt thì không thấy xuống, còn biết người có xuống không thì không biết. Thật sự thì nói chứ người Tuấn thì cũng đỡ, cũng không đến mức tệ. Nhưng mà hôm nay á là kiểu mặt mũi xuống rồi. Da hả? Ờ, đúng rồi, da của em ngày càng xuống. Tại thích phim á. Đúng rồi, dựng phim á, cho mọi người cùng xem á, nên mọi người phải thương Tuấn nhiều lắm nha. Không có thương, suốt ngày tôi thương mày. Nói chứ bây giờ đó là cũng... Ủa bây giờ chị đang quay đúng không? Nãy giờ chị đang quay vậy chưa hả? Cắt máy. Ủa vậy á? Em có nên quay vlog luôn nè. Vlog gì? Tại vì biết sao mọi người, bây giờ là Tuấn chuẩn bị đi làm da nè. Thì vlog da có gì đâu, lát hồi vô nó máu me không? Đâu, tại vì đâu có chị. Tại vì em thấy trên YouTube của em mọi người hay hỏi kiểu mình làm da như thế nào á. Thì em cứ đang sẵn quay luôn đâu. Mà có gì bệnh đâu. Ờ, không biết đâu, lát hồi cái mặt lúc làm xong nó hơi... Hơi đỏ luôn. Thôi nhưng mà sao? Bây giờ Tuấn đang nhìn được đi. Từ đó Tuấn xoay cho mọi người xem. Chỗ này là cái chỗ mà Tuấn hay chăm sóc da ấy. Em thì em nói tên này kia luôn đi. Bật nhạc nhỏ chút đi ngực. Tại vì em tính là cái đó là quay cho mọi người coi luôn. Đó là địa chỉ như thế nào, xong tên như thế nào để mọi người dễ hình dung luôn. Chỗ hình ảnh này kia. Tại bình thường Tuấn thì nhưng mà đi quay phim nhiều lắm. Ờ không, thì hôm nay thì mình quay giới thiệu cho mọi người thôi. Tại vì mọi người cũng hay không mình hỏi là anh đi quay rồi anh có chăm sóc da như thế nào thì Tuấn cũng ngại chia sẻ lắm, nhưng mà không sao. Thật ra cái chỗ này thì Tuấn làm là cũng là cái chỗ cả công ty của mình làm đó. Ờ đúng rồi, chỗ này là có Harry với anh Xịn làm nè. Ừ, chị quản lý cũng làm. Đúng rồi, chị quản lý cũng làm, anh làm luôn. Ừ, cũng tốt. Tốt, tại vì bình thường là da Tuấn cũng khá nhạy cảm á. Tuấn cũng nhưng mà da em thì em khỏe đó, ý là nhạy cảm, đúng rồi, có nhạy cảm. Nhạy cảm khỏe đó. Ý là chị nói da anh đẹp đúng không? Không, đẹp khỏe. Ý là vậy mà kiểu da đi quay phim ở ngoài nắng nhiều vậy. Ừ, nhưng mà rồi. Nó không có bị bắt nắng quá nhiều. Tại vì hồi xưa trắng hồng. Hồi xưa da em đẹp lắm luôn á. Mà nghĩa đi quay phim nhiều á. Hồi sau mình make up nhiều á. Rồi càng về sau thì em không hiểu sao da em càng càng đẹp. Nó giỡn chứ. Tại mấy đoạn này lát dịch cho mẹ để cắt. Ừ, chị cắt đi sao lắm luôn á. Không phải, còn phải đem mình ta. Đem mình, ngoài trước đó là cái gì á? F, à FGT FGT đó, FGT Diamond là FGT Diamond. Thì cái liệu trình này á tên dài dữ. Ờ không, nhưng mà em thấy cái liệu trình này tốt lắm nha chị. Tại vì nó sao ta, nó là mở vết thâm nè, phục hồi da nè, phải tốt lắm. Tại vì da em á khi mà đi mà make up nhiều á nó hay dễ bị sần á, thì nó làm căng da ra và nó làm xê cái lỗ chân lông lại, thì nó bóng như da bé. Bình thường mà em đã trẻ rồi mà kiểu làm xong kiểu mà em như 11-12 tuổi. Quay khó chịu. Ủa khoan Tiên, em thấy trẻ không Tiên? Em nói anh công bằng coi Tiên. Trẻ em nói to lên Tiên. Trẻ không em? Trẻ à. Đó, thấy chưa? Coi em trẻ mà. Em lái xe em coi nó thử thụ kìa. Chị sợ luôn đó. Đó. Cái phải. Không, nhưng mà em thấy xài điện thoại này tốt lắm á. Mày để hả, hai lần ngồi lái xe ha, quản lý ngồi quay nha, không phải làm ngủ. Được, hay lắm Tiên, hay lắm. Mà rất sướng. Mà tính ra cái này trên này nó cũng đâu mất có nhiều thời gian đâu. Nhưng mà nó đau. Nó đau hả? Không, tại vì trước đó nó có UT chị. À. Có UT rồi, nói chung nó cũng hơi giống như kiểu kiến cắn mà. Chị làm rồi mà, nhờ chị làm rồi da mới đẹp được ngay nè. Nhưng mà vấn đề đẹp hơn ngày xưa, nhưng mà vấn đề là nó cũng hơi đau chút chút á. Đúng rồi, thì nó hơi. Nhưng mà đối với chị chắc là nó còn hơi đau chút chút, còn đối với em thì nó không đau. Thì đúng nhỉ, tại vì em. Nhưng mà không em sao. Em mới thấy một cái này không đi. Thì đúng rồi. Chị là phải cỡ 2-3 tháng mới đi, còn là em chỉ tháng nào không đi hết trơn. Không, tại vì cái này tốt thiệt đó mọi người. Thì giống như chị Vũ đi, ai giống như chị Vũ mà chịu đâu không có được á. Thì cũng đáng chịu đâu một tí, sau đó mình đẹp mà. Nếu mà sau bị nghiêm của anh không có em. Ủa trong phim mình có mấy bài hát à? Trong phim mình hả? Nhiều bài á. Có nhiều bài. Nhiều bài nhưng mà có 3 bài em hát. Bài này là bài
những ngày mưa, rồi Em có tình yêu với lại một bài 21 ngày yêu em. Ủa em cũng có hát bài 21 ngày yêu em nữa hả? Đúng rồi, phim Bản Nam. Em có đọc rap nữa. Ôi lần đầu tôi làm chuyện đó. Có định ra không hay là chỉ thu rồi mình nghe thôi? Kiểu thu xong về mình nghe thôi. Kiểu giấu giếm tất cả mọi người sao? Đang nghe. Tôi có ra nha. Sao vậy? Chị Quyên có ra. Bây giờ mấy bạn đang yêu mến em á. Em nói... ra là mất hết tất cả đó. Vậy hả? Thôi vậy em mới suy nghĩ. Vậy em quyết định là chắc em phải ra luôn á chị. Tại vì bài hát em hát rất là hay á. Mọi sẽ yêu thương em nhiều hơn. Nó giỡn với mọi người phải nghe thử. Tiên có bài hát không Tiên? Ủa? Bây giờ có em bài có bài đó rồi à? À, tại vì mới ra có bài này. Đúng rồi, mình phải giống vậy. Mình không được spoil nhỉ. Dạ, chúng ta tới là đây. Âu quá ha, Quyên nhé. Rồi, vô đi. Ủa, chúng ta địa chỉ ra 79, chạy ra. Ở đây là số 79 đường rồi. Ê. Tại kiểu nôn mình da quá, quên thay dạy. Bàn chân em không được đẹp, đau. Tuấn Đăng đã thẹn rồi. Bây giờ Tuấn Đăng là mọi người sắp xếp để Tuấn lên làm cái điều trình đó. Chuẩn bị đẹp rồi, chuẩn bị 11 tuổi. Là không gì. Hello chị. Hello, chị có muốn vô không? Có phòng rồi. Bây giờ cũng vô. Một khoan. Chứ tự vô chắc cũng phải khai thông cái máy tắt rồi. Bây giờ xin ra. Rồi tắt máy chị. Đừng quên đi vệ sinh qua đây đi. Hey, excuse me, em đi vệ sinh, you not why okay. Sau khi Tuấn xem xong, không làm đến giờ Tuấn làm rõ rồi mọi người. Tuấn bớt xàm đi, Tuấn lên. Ừ, có hai nhìn ta. Bây giờ Tuấn bắt đầu ra. Ủa mà sao em lại kính đáo vậy? Sao em nhìn nó mặt bộ, em mặt bộ lên em gợi cảm thôi. Gợi cảm đâu, vậy thấy kính đáo quá, người ta mặc người ta phải hả xuống này cho thấp thấp chút chút, em làm gì kéo cao lên vậy? Không, đôi môi đem lên. Đôi đem. Chị tắt rồi đó. Tắt rồi hả? Chị phải để cho em những kiểu sexy đi. Ok. Nói chứ bây giờ Tuấn đang chuẩn bị làm liệu trình trẻ hóa làn da và sẽ kích lỗ chân lông giúp em mịn màng hơn, tránh bị mụn và bích thâm. Nói chứ bây giờ Tuấn đang đợi tẩy trang và sau đó sẽ phụ tè trong vòng 40 phút. Ủa sao em biết hay vậy? Tại vì bác sĩ vừa mới nói. Ờ đúng rồi, nãy bác sĩ có khám da đúng á. Bác sĩ có nói là da đẹp quá. Không dạ. Chập gì biết ngay hả? Không, kiểu bác sĩ nói da ra. Ủa bác sĩ mới khám luôn á hả? Bác sĩ mới khám vậy là đó. Chị lỡ cái khúc. Ủa, chị quay quá. Thì đó, bác sĩ vô kìa. Dạ em. Đây, chị em, lại em muốn chị quay cái thái độ của các bạn mà đang nghe em nói không? Không sao. Giờ không có người ở đây nha. Ủa thế? Ờ không, không sao. Tại em đang từ học bài cách mà bác sĩ đang khám cho em, kiểu bác sĩ nhìn vô da. Chết rồi. Không ổn rồi. Em cứ làm đi, mặc kệ ảnh nè. Không ổn rồi. Da đẹp quá. Ok. Giờ là tẩy trang nha mọi người. Cái này tẩy trang đúng không? Cái này tẩy trang hả? Dạ, cái này tẩy trang chứ. Đây là tẩy trang xong ngủ luôn xong rồi. Ví dụ em ngủ mà em có ngáy chị nhớ cắt vậy. Không lấy xong rồi hả? Trời, thiệt luôn hả? Nào lấy chị. Xong rồi. Ừ. Xin nhẹ hả? Em vẫn còn ngủ. Ôi. Ôi. Em quay kim nhồi nào ta? Không biết hả? Em mới ra mấy kim nhồi nào luôn hả? Ok. Cái này tốt mày luôn. Sao mày nghe vậy? Ừ? Nghe vậy? Hỏi thử. Cái này là cái gì? Đọc thuốc tê. Đọc thuốc tê không liên quan thuốc mê đúng không? Cái này là để cho nó nhiều quá nè. Nó ủ lại lát đừng nói nữa. Cứng cơ lại đừng nói nữa. Ủa cái này trong nhà bao lâu vậy? Dạ, ủ là 40 phút. Ủa cái này 40 phút nữa. 40 phút. Tưởng là ủ lại 40 phút. Để lát rồi mình chích vô thì nó sẽ không đau đúng không? Thường thì em thấy cái chích này nó đâu có đau đâu, mình chỉ thấy đau ấy.
Hay là em đừng ưu tên chết sống luôn nha, đừng ông chị nói em chùi ưu tên đi, nói bác sĩ chết sống cho anh luôn. Em cứ ưu tên đi, anh lục em chưa nói gì nha. Thật ra thì đúng là thật ra thì nó không có đau, nhưng mà cũng sợ chứ, như mấy kia sợ hả? Chị thì chị chết thì chị thấy nó giống như kiến cắn á. Kiến cắn? Ừ. Thấy mình chơi lớn cậu ưu tên à. Ừ. Chào. Cậu ha. Chơi chùi nha. Còn em còn gia đình nữa, không nên. Em cậu ưu tên. Chị nghĩ là cái phần gần mắt á, nhiều nhiều không anh ha? Thấy phần đó là đau. Với mũi nữa. Mắt, mũi. Vậy bây giờ em nằm đây 40 phút. Em muốn làm gì ta? Ngủ. Làm gì ta? Ngủ thôi, ngủ 40 phút. Chị đi ăn. Nhưng mà đúng 40 phút chị sẽ quay về với em. Ok. Ha. Nó giống như cục thịt đó hả? Ờ, giống như cục thịt mà mẹ mày mẻ nhà mẹ hay quấn cái mẹ nhau quấn. Mày làm lại. Để cho cái tay nó ngấm vào da mọi người. Thật đẹp không? Đẹp. Mày kiểu làm gì cũng đẹp mà. Khó nhỉ. Sáng giờ anh nhìn cái gì vậy? Thuốc ngáo. Thành đồ á. Là mỗi sao? Tháng là qua đi lần. Ừ. Là sẽ đẹp. Chị em má để thế nào? Em trước đi phim cũng qua, sau đi phim. Hồi xưa kiểu kêu em đi spa rất là khó nha. Ừ. Chị nhớ lần đầu tiên qua đây không? Đúng rồi, cái năng nỉ. Kêu năng nỉ em dữ dằn lắm. Thôi em không đi đâu, em sợ gì là em bị dính ngoại da mặt em lắm. Mà kể từ ngày đó cũng không còn sợ sạch nữa. Tối nay cảm gì vậy? Không có bác sĩ được. Chi vậy? Chắc tặng quà lưu niệm thôi mà. Thôi kiểu như đau có đau quá thì xiết tay à? Xiết gấu lại à? Không có chân quá nè, không có chân nè. Sao cho gấu vô xiết vậy ta? Kiểu đau quá. Đau quá đau rồi. Đau. Ừ. Cái này là mình làm cái gì? Mình làm sát trùng á chị. Sát trùng trước khi tiêm. Cái mặt con này, anh cố lên, anh làm được mà cứ. Sao mỡ vậy? Rồi xong á thì mọi người nên tránh nắng mặt trời từ 5 đến 7 ngày. Nếu mà muốn đi ra ngoài thì mình sức kem chống nắng trước 30 phút để giúp cho da phục hồi cách tốt nhất, da săn chắc nhất. Còn nếu như mà mình không có bảo quản kỹ lưỡng thì da mình nói chung là nó vẫn sẽ hiệu quả, nhưng mà nó hiệu quả nó sẽ không có tối đa thì nó vẫn có thể là bị đen nữa. Chắc là đúng rồi, bị đen do nắng mặt trời. Chắc làm xong cái tốn được núp lùm trong nhà được 1 tuần. Hơi ổn không? Ổn vậy. Mặt hơi đỏ luôn. Cái gần 5 tới 7 ngày sau cái là hết à? Đó là nó là 5 đến 7 ngày sau là nó đỏ giống vậy hoài luôn hả? Hay là ý là nó đỏ trong vòng 5 tới 7 ngày? Đó. Hay là chỉ đỏ hôm nay thôi? Chị nhớ bình thường thì chị có là bình thường á, quan trọng là tùy là da mỗi người, nhưng mà riêng mà da của Tuấn á thì sau khi làm liệu trình này xong rồi cỡ chừng tối nay hoặc là ngày mai cái là hết đỏ rồi, nhưng mà là bác sĩ muốn là từ 5 tới 7 ngày mình phải bảo vệ da mình một cách tốt nhất là mình hạn chế nắng mặt trời này. Đó. Cho nên là Tuấn mới đeo cái khẩu trang khi mà lái xe á. Sợ nắng mặt trời vào á thì nó ảnh hưởng da, nó không tốt cho da, đạt hiệu quả không tốt nhất. Rồi bác sĩ phải cho kem về thoa. Nói chung là sau 5 tới 7 ngày mọi người sẽ thấy bất ngờ.